Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay rất vui mừng được giới thiệu quý vị và các bạn một sản phẩm mới. Đó chính là chiếc giường y tế đa năng chạy bằng điện kết hợp với giường tập đứng. Như các bạn đã quan sát đây thì giường này có tổng cộng là 5 chiếc motor với 5 chiếc piston cực kỳ mạnh. Bạn này đang là bạn kỹ thuật viên và đang ở trong tư thế tập đứng. Các bạn có thể quan sát giường được làm từ sáp hộp sơn tĩnh điện, rất bền và chắc chắn. Đệm này là đệm sơ giường. Và chúng ta có thể quan sát hệ thống piston đằng sau. Như các bạn đang quan sát đây, tổng cộng có 5 piston. Đây là một bạn kỹ thuật viên của chúng tôi đang trong quá trình mô tả về tập phục hồi chức năng chân chi dưới đối với những bệnh nhân nằm liệt tại giường, những bệnh nhân mới phẫu thuật sau chấn thương hay những bệnh nhân bị chấn thương tủy sống, thì cái việc phục hồi chức năng với chi dưới là rất quan trọng để lấy lại chức năng sinh lý của đôi bàn chân. Các bạn có thể cảm nhận giường được từ từ nghiêng lên với bộ điều khiển mà người bệnh có thể dùng. Bệnh nhân nếu trong giai đoạn đầu của phục hồi chức năng bàn chân thì đôi chân vẫn còn rất yếu, thì có thể từ từ lựa chọn những cái góc nghiêng thấp hơn để trọng lực dồn vào đôi bàn chân nhỏ hơn. Đối với những bệnh nhân đã phục hồi, đã tập luyện được một thời gian khá thì đôi bàn chân đang phục hồi thì có thể góc nghiêng cao hơn, và cao nhất là 85 độ. Thì lúc đó là gần như trọng lực của cơ thể sẽ dồn hết vào bàn chân. Các bạn có thể quan sát giường được nâng lên và hạ xuống một cách từ từ, tránh cho trọng lực dồn lên đôi bàn chân của bệnh nhân tăng một cách đột ngột, gây ra cảm giác đau và khó chịu. Các bạn đã quan sát bệnh nhân đã xong một liệu trình và đang từ từ hạ giường xuống, và cứ tầm 15 đến 20 độ nghiêng của giường thì bệnh nhân sẽ ngừng lại, ngắt quãng để cho giảm lực gánh chịu từ trọng lực một cách từ từ. Thông qua đó thì có thể là vừa nghỉ ngơi nhưng mà vừa tập luyện. Ví dụ như trong trạng thái này thì độ nghiêng của giường đang là 70 độ thì trọng lực của bệnh nhân tác động lên chân cũng đang rất lớn. Bệnh nhân sẽ từ từ hạ xuống để chân sẽ được từ từ rơi vào trạng thái nghỉ. Các bạn có thể quan sát khi độ nghiêng hạ thấp xuống thì lực tác động cũng càng ngày càng giảm. Đó, các bạn có thể quan sát piston hoạt động rất là êm ái và nhẹ nhàng, rất chắc chắn. Đối với những bệnh nhân đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương nhưng mà rất khó để xuống giường để đi lại, và cũng có thể là mất rất nhiều sự giúp đỡ của người thân cũng như là kỹ thuật viên, thì đó là một cái trở ngại rất là lớn cho những bệnh nhân đang muốn phục hồi chấn thương nhanh. Với chiếc giường này thì bệnh nhân có thể tự mình tập luyện một cách hết sức đơn giản theo những chỉ định của bác sĩ hay các kỹ thuật viên bao nhiêu lần trong một ngày và liệu trình tập đứng ra sao, thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc là liên hệ với chúng tôi, để chúng tôi có những bác sĩ và kỹ thuật viên có thể tư vấn và chia sẻ với các bạn. Sau khi kết thúc một liệu trình thì chúng ta sẽ để cho bệnh nhân trở về trạng thái nằm và nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ tháo hệ thống dây đai cố định bệnh nhân ra cũng như chiếc bàn tập đứng ra. Các bạn có thể quan sát giường đã trở về trạng thái là một chiếc giường y tế đa năng, nhưng mà điểm đặc biệt của chiếc giường này đó chính là hoạt động tất cả bằng điện với 5 piston bên dưới, 5 motor bên dưới, thì giường có thể tự hoạt động được thông qua chiếc điều khiển rất thông minh này. Và bạn có thể để tổng cộng có 13 nút ấn tương ứng với 13 chế độ khác nhau. Chức năng đầu tiên giới thiệu cho các bạn đó là chức năng nghiêng trái nghiêng phải, hay còn gọi là chức năng lật trở. Các bạn thì thấy chỉ với một nút ấn thì ngay người nhà chúng ta cũng có thể tự thao tác cho chiếc giường này. Đó là rất khác với những chiếc giường tay quay truyền thống phải có người nhà ở dưới quay, thì đây chỉ với một nút ấn thôi. Giường nó được nghiêng trái hoặc nghiêng phải theo ý muốn của bệnh nhân. Đó, các bạn có thể thấy. Và tương tự với bên kia thì cũng chỉ một nút ấn, giường cũng có thể lật từ trái vào phải. Điều này thì rất ích đối với những bệnh nhân nằm liệt tại giường trong khoảng thời gian dài, những bệnh nhân đang hồi phục sau chấn thương, nằm bất động tại giường. Vì việc nằm lâu mà không có sự giúp đỡ của người nhà lật trái lật phải hoặc là vận động cơ thể thì rất dễ gây đến hiện tượng loét ép mảng mục do tì đè lâu ngày. Thì lúc đó thì công tác chăm sóc bệnh nhân của chúng ta sẽ trở nên rất vất vả để chữa trị. Giường được làm từ thép sơn mạ tĩnh điện rất bền và chắc chắn, phù hợp với thời tiết ở Việt Nam. Giường có chiều dài là 2 m, rộng là 60 phân và cao là 55 phân tính từ mặt sàn. Ở bên dưới có 4 bánh xe có thể xoay 360 độ rất linh hoạt, có chốt chặn để chúng ta có thể cố định giường và có thể di chuyển rất đơn giản nữa. Các bạn có thể thấy chế độ nâng và hạ đầu giường đó. Nâng và hạ đầu giường cũng chỉ một nút ấn, bạn có thể cho giường nâng lên hết cỡ để mọi người có thể hình dung không ạ. Các bạn quan sát, giường nâng lên một cách rất từ từ, và nếu như bệnh nhân muốn dừng ở chỗ nào thì có thể dừng rất đơn giản. Bạn có thể dừng tại nơi bạn muốn. Đó, ở đây là một góc khoảng 30 độ, bạn lại có thể nâng lên tiếp không ạ? Đây là một góc 45 độ và nâng lên nữa là 60 độ. Và khi nâng lên hết cỡ thì các bạn quan sát chiếc vỉa chống trượt của chúng ta được thiết kế thông minh, đang được xoay vào bên trong một góc 45 độ so với mặt giường, thì giúp cho những bệnh nhân yếu không bị ngã ra ngoài khi đầu giường nâng lên. Và một góc nghiêng tối đa của chiếc đầu giường này lên đến 80 độ, các bạn có thể quan sát đấy. Có thể như một chiếc ghế ngồi, và đồng thời quý vị có thể hạ chân xuống chỉ với một lần. Các bạn có thể quan sát chân giường được hạ xuống một góc 45 độ, giúp dẫn máu về chân, giảm cái cảm giác tê bì chân tay khi bệnh nhân nằm liệt tại chỗ lâu ngày, và có thể nâng lên. Đây các bạn có xem đây, chân giường nó từ từ nâng lên, và đặc điểm của chiếc giường này là chiếc chân giường có thể nâng rất cao, phù hợp với rất nhiều loại bệnh lý mà bác sĩ chỉ định phải kê co chân để tăng cường dẫn máu về trung ương. Các bạn có thể thấy ở trong trạng thái nâng đầu giường này thì chúng tôi có thể tích hợp thêm một chiếc bàn ăn. Đây là thang giường quý vị nhé. Đây là chiếc thang giường đã được tích hợp sẵn ở trong chiếc giường đa năng này, để cho bệnh nhân khi nằm ngủ không bị lăn ra ngoài. Còn đây là chiếc bàn ăn tại giường, rất nhiều công dụng, ví dụ như có thể ăn tại giường mà không cần phải ngồi chuyển bệnh nhân từ giường bệnh đi xén lăn để bắt đầu mới vào bàn ăn, thì có chiếc bàn ăn này cũng rất là tiện lợi. Hay như bệnh nhân của chúng tôi đang có thể làm việc tại bàn, cũng có thể là sử dụng điện thoại hay laptop, đọc sách, đọc báo tại bàn rất là tiện dụng. Giường có được tích hợp thêm một chiếc bô vệ sinh ở chính giữa giường. Thì các bạn quan sát đây, khi tôi tháo chiếc đệm này ra, miếng đệm nhỏ giữa giường này ra thì đã lộ ra một phía bên trong, và bệnh nhân chỉ cần hoặc người nhà chỉ cần sử dụng điều khiển. Các bạn có thể thấy chiếc bô sẽ từ từ được tiến vào, và sau khi vệ sinh xong thì chỉ cần việc ấn một nút nữa thì bô sẽ đổ ra. Đấy, các bạn có thể quan sát này, và người nhà chúng ta chỉ việc lấy bô ra và vệ sinh một cách hết sức đơn giản. Đây các bạn có thể thấy ở phần đầu giường, chỉ cần bỏ tấm đệm của đầu giường ra là chúng ta đã có thể đặt một chiếc chậu gội đầu được tích hợp sẵn ở trong bộ giường, thì có thể vệ sinh tại giường cho bệnh nhân hết sức đơn giản với chiếc vòi dẫn nước. Các bạn thấy là vòi dẫn nước thải ra bên ngoài đây, làm chậu gội đầu đây, và có một chiếc nút để chống thoát nước ở dưới. Và không thể thiếu được đối với những giường y tế đó là những chiếc cọc truyền, thì chúng ta cũng có một chiếc cọc truyền được tích hợp vào đầu giường, có 3 dâu để có thể treo những chai truyền dịch. Vừa rồi tôi đã giới thiệu xong các bạn về chiếc giường điện y tế đa năng kết hợp với chức năng tấm đứng, tất cả đều chạy bằng điện, và đây là chiếc giường hiện đại nhất ở Việt Nam, và chiếc giường rất thích hợp để trang bị trong các bệnh viện, trong các phòng khám đa khoa hay như các trung tâm phục hồi chức năng, và cũng rất thích hợp được trang bị trong gia đình các bạn để giúp các bạn hỗ trợ chăm sóc người thân các bạn, cũng như là tập phục hồi chức năng cho người thân các bạn, đặc biệt là đối với những bệnh nhân bị chấn thương và đang phục hồi chấn thương chi dưới. Quý vị các bạn có nhu cầu về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi. theo số điện thoại hoặc đường link về website. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.